Rồi, xin chào anh chị em ha. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2 2022, thì hôm nay chúng ta phân tích tình hình về thị trường giá của sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm dầu dầu một số anh chị em hiện giờ đang quan tâm. Thứ nhất là tại sao dầu nó đang tăng liên tục thế này, thì chúng ta thấy trong thời gian qua đó thì có một trong những cái vấn đề gọi là cái tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Thì khi mà Nga và Ukraine nó căng thẳng như vậy đó, nó làm cho cái khối châu Âu đó cũng đang rất là lo lắng, giống như khối NATO đó, thì người ta sợ rằng là sẽ có một cái cuộc xung đột xảy ra giữa Ukraine và Nga, và khi xảy ra như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái bất ổn về chính trị ở thế giới, thì làm cho một trong những cái nguồn vận chuyển dầu này kia ảnh hưởng đến kinh tế thế giới rất là nhiều. Do đó dầu cũng đã có một trong những cái sự tăng trên tăng cũng khá là mạnh trong thời gian qua. Thì chúng ta thấy là giả sử như ngày hôm trước nữa đó, tức là ngày thứ sáu tuần rồi, thì giá dầu nó là từ 89 đô nó đã tăng lên là 94 đô. À, tức là khoảng tầm khoảng 6 đô như vậy đó, thì chúng ta thấy là dầu tăng rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta trong tình hình hiện giờ là dầu nè đang tăng, nhưng mà giờ nếu chúng ta xem ở biểu đồ tháng á, thì chúng ta thấy như sau. Chúng ta thấy biểu đồ tháng nè ha, anh chị thấy hiện giờ là dầu đang tăng lên, nhưng mà ở chỗ cái đỉnh điểm gần nhất ở trong thời gian này nè, trong những năm gần nhất à, là đây năm 2014 đúng không, giá dầu cao nhất nó là 107 ha. À, năm 2011 thì giá dầu của nó là nhiêu, nó là 113, và năm 2008 thời điểm đó là khủng hoảng tài chính diễn ra trên toàn thế giới đó, khởi đầu từ Mỹ ha, thì sau đó là giá dầu nó đã lên tới một khoảng là 147 hoặc là tới gần 150 đô cho một thùng. Thì chúng ta thấy giá dầu hiện tại là gió là 94 hay giá dầu hiện tại là 94.35, thì nói chung nó cũng trượt, vẫn chưa qua cái đỉnh của như là năm 2014 ha, 2013 hoặc là 2011, và cái đỉnh cao nhất của nó là 2008. Thì chúng tôi thấy là ở chỗ năm 2018 nó tăng lên thì do tới là khủng hoảng tài chính nên toàn cầu ha. Có nghĩa là trong giai đoạn đó thì những điều khác dầu nó vẫn tăng lên rất là mạnh, nhưng mà khi khủng hoảng diễn ra rồi á, hầu như kinh tế thế giới nó trì trệ, dẫn tới là giá dầu nó đổ rất là mạnh ha. Rồi chúng ta lại thấy là ở gần nhất như năm 2020 thì giá dầu cũng vậy, thậm chí dầu nó về âm luôn. Có nghĩa là khi mà cái dịch bệnh Covid á, nó vừa bùng nổ ra thì tự động dẫn tới là gì, kinh tế nó trì trệ, dẫn tới giá dầu nó đổ rất là sâu, nó đổ rất là sâu luôn, đổ thậm chí là đổ với âm luôn ha. Thì lúc đó người ta nói là nếu mà ai có, chỉ cần là cái việc mà có tiền mà mua dầu vô thì coi như trữ, là coi như là khi tăng ra là cũng lời rất là nhiều. Tại sao nó có những giai đoạn là giá dầu nó giảm sâu như vậy, là một trong những lý do là ở chỗ là đặc biệt là những cái nước sản xuất á, thì việc họ sản xuất là họ vẫn phải sản xuất, họ khai thác là vẫn khai thác, nhưng mà ở chỗ lúc đó thì tình hình kinh tế khó khăn dẫn tới là ảnh hưởng rất là nhiều trong vấn đề vận chuyển, hoặc là các doanh nghiệp trên toàn thế giới hầu như là nó trì trệ như vậy đó. Thì cái việc họ sản xuất ra thì họ bán, bây giờ hầu như là các cái kho dự trữ họ làm như là gần đầy kín hết rồi, dẫn tới là nó làm cho cái việc mà gọi là cung quá thừa ha, cung quá thừa, trong khi nhu cầu của thị trường hầu như bị giảm rất là nhiều, dẫn tới là nó âm. Nhưng mà ở chỗ những cái nhà đầu tư, những nhà phân tích thì họ thấy rằng là dầu cũng không thể âm được, không thể lâu được, nó do trong nhất thời thôi. Do đó cái việc mà đầu tư tính ra là 2020, nếu mà những nhà đầu tư mà và dài hạn thì họ mua 2020 tới giờ coi như họ lời là gì, 90 mấy đô một thùng, hầu như là mua lúc đó như 0 đô ha. Thì bây giờ đã lời rất là nhiều như vậy rồi, thì một cái việc mà người ta mua được ở vùng giá mà cỡ như như 0 đô là khó, rất là hiếm, mặc dù giá đổ sâu thôi, nhưng mà thật sự ra nếu mà mua được thì tầm khoảng cỡ 20 đô một thùng. Thì nếu mua 20 đô một thùng bây giờ người ta, như người ta lãi được là tầm khoảng là gần 70 đô cho một thùng rồi. Và nếu những nhà đầu tư mà họ có vốn lớn họ đầu tư thì họ lời rất là nhiều. Thì theo dự đoán giá dầu trong thời gian tới khả năng nó còn tăng nữa, bởi vì cái tình hình là căng thẳng giữa Nga và Ukraine, nếu xung đột xảy ra mà lan rộng trên quy mô khu vực hoặc là trên toàn thế giới thì khả năng là giá dầu sẽ khả năng còn tăng lên nữa. Bởi vì khi mà chiến tranh nổ ra thì dẫn dẫn tới cái con đường vận chuyển dầu á, phục vụ cho nền kinh tế thế giới, thì dẫn tới nó sẽ bị đi dòng, hoặc là dẫn tới độ giá đôi giá dầu lên, làm cho là cái việc giá dầu tăng lên còn mạnh nữa. Ha, cái điều đó là một trong những cái đề chúng ta lo ngại, bởi vì reset về một yếu tố nào đó, Nga cũng là một trong những quốc gia nó cung cấp cái lượng dầu, mà khi xung đột qua thì dẫn tới nó ảnh hưởng đến cái việc là có thể là Mỹ và châu Âu sẽ thực hiện cái việc cấm vận kinh tế đối với Nga, thì nó khả năng là nó sẽ làm cho cái việc lượng cung dầu của Nga vào trong cái thị trường thế giới giảm đi, và như vậy thì cũng sẽ đẩy giá dầu tăng lên đó. Và lúc trong cơ hội như lúc này thì khối OPEC họ sẽ có cơ hội rằng là họ sẽ thắt hơn nữa trong cái việc mà sản xuất ra lượng dầu nhiều, bởi vì có những giai đoạn là giá dầu nó đổ rất là sâu, họ bị lỗ rất là nhiều rồi. Thì bây giờ trong cơ hội là họ duy trì để mà một cái lượng sản xuất dầu nhất định để họ duy trì cái lợi thế. Bởi vì hồi cái thời mà Tổng thống Trump ổng đang nắm quyền á, thì ổng cho phép là cái việc khai thác dầu đá phiến ở tại nước Mỹ, dẫn tới là Mỹ đã chủ động được trong cái nguồn cung dầu, làm cho giá dầu thế giới nó cũng đổ rất là mạnh.
Còn bây giờ hầu như là sau khi ông Biden ông nắm quyền thì ông ký ra những đạo luật mà ngăn chặn những giống như cái đường ống dẫn dầu là KXL của từ ở bên Canada qua chặn lại, và hầu như là sản xuất năng lượng trong nước hầu như của Mỹ là chặn lại, làm cho là nước Mỹ phụ thuộc vào năng lượng ở các nước Trung Đông, đặc biệt là những khối gọi là khối OPEC chuyên môn cung cấp dầu đó thì rất là nhiều, trong đó có Nga nữa. Thì bây giờ nếu mà tình hình chiến sự xảy ra đó thì nó sẽ làm cho cái giá dầu tiếp tục tăng cao. Do đó là nếu giả sử như chúng ta là những nhà đầu tư trung và dài hạn thì coi như chúng ta có thể giá dầu khá cao rồi. Nếu anh chị mà các bạn kỳ vọng giao dịch thì khả năng mua lên thôi. Nhưng chúng ta phải lưu ý là cái giá dầu cao nhất ở vùng đỉnh điểm thời điểm trước nè, cỡ như là 100, 107 hoặc 105 chúng ta nên dừng lại ha. Nếu chúng ta mua lên kỳ vọng lên thì chúng ta dừng tới đó chúng ta dừng lại. Còn khi nào mà tình hình nó chiến sự căng thẳng nó giảm đi thì khả năng lúc đó giá dầu nó sẽ giảm trở lại. Nhưng chúng ta lại phân tích thêm nữa là bây giờ liệu có giá dầu nó sẽ tăng lên bao nhiêu, cao bao nhiêu hoặc là bao nhiêu lâu. Và chúng ta thấy tình hình địa chính trị thế giới hiện giờ nó có hai ngòi nổ quan trọng nhất, đó là ngòi nổ của Ukraine và ngòi nổ của Đài Loan ha. Thì theo phân tích thì chúng ta hiểu tình hình lịch sử xưa nay đó thì chúng ta thấy rằng là Ukraine trước đây là một trong những nước quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ. Nói đi nói lại thì họ cũng đã từng là anh em với nhau. Bây giờ sau khi mà Liên Xô cũ họ tan rã thì nước nước Ukraine họ độc lập. Thì bây giờ một trong những điều nuối tiếc nhất mà của nước Nga là giống như là để mất Ukraine vậy. Thì một trong những cái vấn đề mà gần đây gây căng thẳng nhất là Ukraine đó họ lại đang mong muốn gia nhập NATO, tức là đứng nghiêng hẳn về phương Tây, thì làm cho bên cái nước Nga họ rất là khó chịu. Bởi vì sao? Giống như là nếu mà Ukraine mà gia nhập NATO đó thì không khác nào gọi là nước Nga sẽ bị đe dọa là ở chỗ là cái NATO sẽ sát sát nách luôn của Nga, và điều đó là điều nước Nga nó không muốn chút nào. Cái sự căng thẳng này nếu giả sử như bây giờ mà Ukraine không gia nhập NATO thì khả năng tình hình sẽ lắng dịu trở lại. Khả năng đó là các cường quốc họ sẽ tính toán để họ làm điều đó, bởi vì họ muốn rằng là Ukraine sẽ là cái vùng điểm chiến lược giữa Nga và phương Tây. Thì như vậy thì Nga họ cũng không khả năng họ cũng không muốn gọi là sát nhập Ukraine để làm cái gì, nhưng họ muốn đó là để tạo cái vùng đệm để cho họ an toàn hơn. Thì nếu giả sử như mà Ukraine bỏ cái ý định tham gia nhập NATO thì coi như là cái việc này khả năng nó sẽ hạ nhiệt. Và tôi nghĩ rằng là một trong những cái vấn đề đó khả năng sẽ lưỡng lưỡng viện Hoa Kỳ họ sẽ đưa ra một trong những cái là nếu mà khả năng xung đột xảy ra thì họ sẽ không không ra tay trước mà họ chỉ viện trợ vũ khí thôi. Còn nếu họ chỉ tham gia khi nào và các nước NATO họ khởi động, tức nghĩa là họ can thiệp trước, thì với vai trò là lãnh đạo của đồng minh NATO thì Mỹ mới can thiệp. Chứ còn bây giờ mà nếu mà Mỹ mà khi mà sự căng thẳng xảy ra Mỹ khả năng khó can thiệp vào trong cái Ukraine. Đó là một trong những cái phân tích mà hầu như là chúng ta thấy rằng tình hình cái chiến sự thế giới có khả năng là nó sẽ cũng không có nghiêm trọng ha. Còn xét về cái mô hình mà đặc biệt là về cái kỹ thuật đó thì chúng ta thấy rằng là sao dựa trên cái biểu đồ, thí dụ biểu đồ tháng này ha, đồ tháng chúng thấy rằng nè đó, tháng này chúng thấy nè đó, thì chúng thấy rằng là gì cái thằng này nè, cái mô hình tháng này chúng thấy là nó giống như cái mô hình là hai hai đáy vậy đó. Do đó bây giờ mới phá đáy lên thì khả năng khi mà nếu mà giả sử như nếu mà căng thẳng xảy ra thật sự thì coi như là gì mục tiêu đó, mục tiêu là giá dầu nó sẽ tăng lên cả như một 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 139 đô ha, 139 đô, hoặc là mục tiêu gần nhất sai gì tới là 149 đô, 46 đô nè, chỗ này nè của năm 2008, thì bây giờ khả năng chúng ta nếu chúng ta mua lên tới mục tiêu đó chúng ta dừng lại được rồi ha. Đó, như vậy là cái dự đoán về cái giá dầu trong thời gian tới. Nếu anh chị và các bạn có đầu tư dầu thì chúng ta phải cân nhắc trong cái này. Và một trong những yếu tố mà tôi khuyên anh chị nên cân nhắc trong cái việc mà chúng ta đầu tư cái giá dầu và chúng ta làm sao chúng ta quản lý vốn, quản lý khối lượng cho nó phù hợp. Thì anh chị và các bạn lưu ý như sau ha. Giả sử như giờ chúng ta mua là nếu mà anh chị là những người mà mua mà không lực đòn bẩy thì anh chị mua vô thì vô tư rồi, chỉ để thôi, không vấn đề gì cả. Còn nếu chúng ta mà dùng lực đòn bẩy để chúng ta mua vào, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải tính khối lượng nha. Tính lượng thì để tính khối lượng cho nó hiệu quả, anh chị vào trong cái trang là sách chứng khoán .net nè, anh chị chọn vô trong cái phần là tính khối lượng nè ha. Tính khối lượng đầu tiên là ví dụ như chúng ta tính khối lượng của Forex chẳng hạn, giao dịch Forex chẳng hạn. Đúng không? Nó ở đây là con Forex nè. Dù giả sử như bây giờ có vốn chúng ta là ví dụ như 10.000 đi, chúng ta nói một ngày 10.000. Đúng không? Tỷ lệ mạo hiểm chúng ta đối với dầu, gold và Forex thì chúng ta tầm khoảng cỡ chừng 5% hơn 10% thôi, 5% đến cho năm thôi. Là số tiền mạo hiểm này nhiêu đây. Còn nếu chúng ta nhiều hơn thì chúng ta bấm 10% nha. Đặt lệnh nó hơn 10% thì coi như chúng ta mạo hiểm là coi như là 1.000 đô. Thì ở đây cái khoảng cách dừng lỗ chúng ta ở đây là giờ chúng ta đo.
chúng ta đo thấy là bây giờ khoảng cái dừng lỗ, tức là chúng ta nếu chúng ta mua dùng giá là 94 này mà khả năng nó dùng dừng lỗ gần như là cỡ như đây là nhiêu, dừng lỗ ở đây là 60 là coi như là 50, 50 giá ha, 50 giá thì tương ứng với là tầm khoảng là nhiêu, 50 giá là từ 500 pip đó, thì cùng lắm chúng ta mua được 0.2 lít dầu thôi, 0.2 lít dầu thôi ha, vậy thì nó tương đối nó sẽ an toàn hơn. Hai lít dầu tương ứng với tầm khoảng cỡ chừng 20 thùng á, 20 thùng á ha. Đó là anh chị chúng ta lưu ý trong chúng ta đầu tư này làm sao để tính khối lượng cho nó chuẩn, nó an toàn ha. Nó giúp cho chúng ta bình tĩnh hơn trong dịch và chúng ta không có dao động trong cái việc mà chúng ta đầu tư, và với chúng ta quản lý vốn chỗ này thì giao dịch của anh chị sẽ được an toàn hơn và anh chị khả năng chúng ta duy trì được mục tiêu, đạt được mục tiêu cao hơn. Chứ còn nếu chúng ta dịch khối lượng quá lớn dẫn tới là khi nó tăng lên thì không nói gì, nhưng mà tụt xuống cái chúng ta hoang mang, chúng ta cắt lệnh sớm, và khi cắt lệnh sớm vậy sau đó thị trường nó tăng ngược trở lại thì chúng ta lại mất cơ hội, thì có nghĩa là chúng ta đẩy dừng lỗ, sau đó thì thị trường đi đúng xu hướng, thì đó là một trong những cái tử huyệt, một cái điểm yếu mà phần lớn các trader mắc phải. Thì tôi vừa trình bày cái phân tích về cái sản phẩm dầu và tình hình chính trị để chúng ta có cái nhìn tổng quan để anh chị và các bạn có giao dịch nó an toàn hơn. Chúc chị và các bạn thành công ha, xin chào, hẹn gặp lại ở video kế tiếp.